Lâm, có bao nhiêu vụ này đúng không? Chưa làm gì về trả góp nữa. Cười quá. Bê tụi người ra ngoài chỗ này ra tao đi. Cùng mày ra đây đi. Thôi yên tâm rồi, đi về thôi. Giờ tí nhân viên đây ship hàng lên đến nhà. Vâng, chào chú ạ. Chú về nhá. Chú về nhà, cứ uống rượu, cứ đi đợi thì... Đó, vừa rồi có ở đây, nó có mà. Chú về, cứ đợi nha chú nhá. Gươm. Kiếm đi view. Đây là thịt nạc. Đây là thịt nạc, đây là mông hả chị? Mông. Cắm này đây, 60 này. 60, kiểu 60, gần đây bao nhiêu hả chị? Đây 65. 65, 60 hay 65 mình con này. Đây cái ăn này mông đây 60 dọc được. Không. Vâng. Không không. Mấy cân? Lấy một cân thôi. Lấy mông phải không? Thì lấy miếng này chẳng mông đấy đây. Ừ lấy này đi. Lấy rồi, lấy mông này hả? Thôi. Mông đây đây. Theo em thì lấy miếng kia. Chân được mấy nhìn vào. 13 phải không? Có lấy thịt cổ không? Ba chỉ không? Lấy này 40. Lấy bao nhiêu à? Lấy cái này mệt con ơi. Thì bên bên trăm, có 130 thôi. Bên này có làm mông mới kia là mông mà. Đấy là mông. Mà theo anh lấy một cân chuẩn một cân đúng không? Đấy chuẩn một cân đúng không? Thế là rất khó quá chị ạ. Thì anh cứ bảo là lấy chuẩn một cân cơ. Nhiều không được mà ít không được, rất là khó. Được rồi, thế lấy miếng này được bao nhiêu được nhá? Đúng rồi, cái này để hơn rồi chị ạ. 85.000, thôi lấy 80.000 được rồi. Đây là một cân tư còn gì nữa. Lấy 80.000 được. Cân tư rồi. 80.000 nói nhỉ? Anh cứ bảo lấy một đủ một cân cơ. Sao có máy xịn? Không xịn đâu. Đem 80.000 thôi. Ký sổ nhá. Chứ hôm nay sao có thịt ăn ở trong. Bảo bây giờ có khăn là ký sổ nhá. Ăn ở đâu ngày nào ký sổ cho tao bán hết sớm hôm nay. Bao nhiêu rồi? 80. Hôm nay rủ ông anh đi phố mua đồ nhá. Không biết được cái cũ còn bao nhiêu cơ giả sau. Ở đây mua chịu được. À. Mua chịu được á. Chịu ơi, chịu nhiều chứ. Cô cho chịu anh này phải không? À. Đấy, mua bán chịu được nhá. Đấy, còn... nói chung là chú quen biết thôi anh em ạ. Còn đâu là anh em lạ không mua ở đâu. Đúng rồi. Em là con vâng. Vay tiền đi ăn thôi. Em còn vay tiền đi ăn nữa rồi. Vâng, chào chị nhá. Chuẩn cái chị để khuyến mại thêm một cái chim lợn. Có mua không? Chị khuyến mại thêm chim lợn nữa. Ôi. Còn mà đó 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 bây giờ trời ơi cũng có một chồng đúng rồi rồi. Em thì chắc ở đâu về chơi hả? Em ạ. Anh mua chịu thật. Vâng, hôm nay được anh đi mua chịu. Ok nhá. Đau đai một. Ừ. Mới chế. Biết chỗ nó đai không? Ừ. Nó mới hết chế nè. Nó mới chế. Ừ. Ê, bắt tay mua. Đâu đây? Ừ. Mày nhảy rồi. Năm lạc cá phải không? Không. Ok. Xin phép. Em hỏi đây. 15.000 anh ơi. 15.000 kìa. Vâng. Còn ra mực gì không anh? Giá mực bao nhiêu là một cân? 40.000.
lấy một cân. 40.000 đấy, ra mực này đồ nhậu ở trên quán bia ấy rất là chạy đấy. Mấy quán nào cũng mấy quán đấy rồi. Quán bia hầu như anh thích cái món ra mực này xào với dấu cần nữa, rất là tuyệt lợi. Anh ơi, 55.000 cả cá với da mực của ông chị và cô. Nó muốn được. Con cho nó kêu về chợ. Dạ. Xúc vâng. Cá rất to luôn. Dạ. Cá rồi nhá. Vâng. Được chưa? Anh cần mua gì nữa không? Ra ngoài thêm rau cỏ gì không? Dạ không. Vâng. Quảng bá cực kỳ nhá. Đây cực kỳ rất to anh em ạ. Rồi. Anh em ra mua cực kỳ ở Tiên Yên nhá. Đấy chưa? Chuẩn luôn. Đấy đồ rồi. Đấy chưa? Đấy. Đẹp kìa. Đấy mà chậu luôn là. Vâng. Tôi anh em muốn mua cực kỳ ra chợ Tiên Yên nhá. Rất nhiều luôn và rất là tươi luôn nhá anh em nhá. Vâng, thế tươi sống luôn. Vâng, chào anh em nhá. Đúng rồi, cái đi bông vào đi. Trời ơi. Mua cái anh. Không không. Rau cần á? À rau cần xào xăm mực, ra mực là chuẩn đấy nhỉ. Rau cần đây rồi nhỉ. Thế thôi nhỉ. Thôi. Ăn gì lắm. Đây là hàng rau nhá anh em nhá. Thôi thôi đã móc đi một tay. Em hộ anh được em một tay. 3 cái 4 cái. Giả tiền cho anh 10.000 à? Được chưa? Được rồi, xe em gửi bên kia cơ. Ừ, đi đi. Kim. Phú Lào nâng cao sĩ diện, thơm ngon bổ phổi, duyệt trùng lao. Độc cớ tuổi bốn mấy thì phải dùng thuốc lao mới được. Rất nhiều giống ngô ấy. Ấm muối. Còn mua gì thêm không anh? Thế là tối về có thuốc lào hút rồi. Có thuốc lào hút rồi. Một tép lên. Mua gì nữa không? Nó chạy từ nãy giờ ấy. Vâng. Bốn loại đúng không? Đập bao nhiêu cô? Cái hàng này là 1.6 triệu. 1.6 triệu ạ.
có lại ơ thôi giờ cảm cái này một triệu vậy còn cano cái đấy một triệu cái này hơn 3 triệu đấy ba thứ đấy số vâng món về rồi đây. Em thành lập một đội làm anh mình để đầu đứa này sắp tới đây đến mùa ong đến rồi đã bảo rồi mai đi lấy à về đây anh okay. Thời gian à rất nhiều mặt hàng hay lấy về đi không bao giờ mình làm khó mua gà nói thật mà anh em hiểu mà đã, em cũng về quê cháu xem rồi cháu để bữa nào cháu qua cháu mua mai đi lấy mai này kiếm đấy xe gửi tuyết trong kia kìa vào lấy xe đấy xe mình đây rồi quê nhà đến rồi đi về rồi thế là vào nhà gửi xe giờ hiện tại lấy xe về nhá hôm nay rủ ông anh đi làm clip bảo ông anh mua đồ đó thấy anh ý có gì vào clip xem sau nhá.